Ấy là cua, ở trên là cua, ở dưới là ốc cua. Vì cua nằm ở trên, ốc nằm ở dưới cho nên là không thấy được ốc. Đó, thấy cua đẹp chưa? Này, cho cua chín, ốc chín đi. Đây, cua chín nè bà con, quá trời thơm luôn. Này, thì cua chín ra, tuyệt vời chưa? Dắp lên một con thử xem. Nay cua gặp cua nồi từ lưa. Con này còn chưa đỏ lắm chứ. Đây, chờ một xíu nữa là lấy ra ăn. Ô con này đẹp ghê luôn nè. Con này là cái con đẹp nhất luôn, đẹp nhất trong các cả cái con. À, đẹp không? 500 mấy. 500 bao nhiêu? 60 à? 160, 180 gì đó, chả gì đó. Còn mấy loại cua này không? Hai loại, một loại 500 mấy, một loại 300 mấy. Cua gặp, chơi cua gặp là 500 mấy. À, còn cua mà cua đẹp không, con nó đẹp ghê. Cua mà không có gặp ra là cua thịt, cua gặp là con cái, cua thịt là con đực, thì cua thịt rẻ hơn. Được chưa? Năm trên. Ở đây có mấy miếng gạch này. Để ra đây, tí người mà. Rồi, thế được rồi. Giờ lấy ốc ra. Nó còn được hay. Ốc thì đổ rồi, ốc ăn mày đâu mà ăn đâu. Đây, thế thôi, đừng quay nữa. Quý vị, ba để tự làm đi, đứa nào ăn cái đó tự làm chứ làm chi. Đây là ốc đây, ốc để con đêm mà chết quá trời. Rồi mời cả nhà ăn cua muối chua chanh, ăn ốc với muối ớt xanh xong. Cua nào đẹp không? Xanh vào bát này hả? Ừ, bát chanh vô. Đây là bánh mì nè bà con. Cua gặp nè. Thấy không? Gặp không? Qua chưa gặp luôn. Rồi. Đó, đã chưa? Thấy gạch đã chưa? Chấm nè, chấm phải ngập muối chanh. Ăn. Ngon lắm. Còn nè. Còn lắm không? Còn quá rồi gặp. Cái ra đứa nào cũng có một tay thôi. À, quay thấy được rồi. Để anh lấy cho.